Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Chào buổi tối của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC để cùng chia sẻ và bàn luận về những thông tin và những câu chuyện đang được nhiều người quan tâm. Hôm nay là ngày 27 tháng 12. Tôi là Lưu Phước. Còn tôi là Vy Dung và chúng ta sẽ cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sẽ có trong Chào buổi tối ngày hôm nay của chúng tôi. Từ tù Hàn Đức Long từng bị tố cáo là hiếp dâm một phụ nữ 75 tuổi. Vào chuỗi ngày tháng sóng gió, tù tội của ông Long thì cũng bắt đầu từ đây. Tìm hiểu của phóng viên VTC xung quanh nghi vấn chàng trai khiếm thị hát với mỹ tâm trong đêm Giáng sinh bị bóc lột sức lao động. Khách mời trong tiểu mục chuyện tối nay sẽ chia sẻ bí quyết để những người lười đọc sách nhất cũng thành trăm. Sáu tù nhân ở Mỹ đã vượt ngục theo một cách ít người nghĩ tới, đó là chui qua lỗ thoát chất thải của nhà vệ sinh. Mở đầu sẽ là phần điểm tin tức từ sáng đến tối. Thưa quý vị, vụ án của ông Hàn Đức Long vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Khi mà sau 11 năm ở tù cùng với 4 lần bị kết án tử hình vì tội hiếp dâm trẻ em và giết người, thì ông bất ngờ được trả tự do. Tuy nhiên, trước khi bị kết án về hành vi hiếp dâm trẻ em và giết người, thì ông Hàn Đức Long từng bị tố cáo là hiếp dâm hai người hàng xóm của mình, và trong đó thì có một phụ nữ đã 75 tuổi. Và chuỗi ngày tháng sóng gió tù tội của ông Long thì cũng bắt đầu từ đây. Theo nội dung đơn tố cáo của mẹ con bà Ngô Thị Khuyến, thì vào tháng 3 năm 2005, lợi dụng lúc bà Khuyến sang chơi và chỉ có một mình ở nhà, ông Hàn Đức Long đã có hành vi tụt quần rồi vật bà Khuyến xuống đất để hiếp. Tuy nhiên, do bà Khuyến ra sức chống cự nên ông Long mới chỉ kịp luồn tay vào trong quần bà Khuyến. Không lâu sau đó, liên tiếp trong tháng 6 và tháng 7 năm 2005, ông Hàn Đức Long lại bị bà Trương Thị Năm, là con bà Khuyến, tố cáo đã hai lần hiếp dâm mình tại nhà riêng. Do sợ mang tiếng nên người phụ nữ này đã giữ im lặng. Sau vụ việc này thì xảy ra vụ một bé gái tại thôn Yên Lý bị hiếp và giết chết tại mương nước gần nhà. Ngay sau đó, ông Long bị bà Nguyễn Thị Trung tố cáo về hành vi hiếp mẹ và chị mình là bà Khuyến và bà Năm. Tại thời điểm đó, ông 46 tuổi, còn hai phụ nữ tự nhận là nạn nhân, một người đã 75 tuổi, còn một người 45 tuổi. Đơn tố cáo của bà Khuyến và con bà Khuyến là thằng Long là hiệp dâm thì bị gọi Long lên. Và gọi Long lên thì Long nhận tội luôn. Còn Thư nhận tội là đúng là tôi có hiệp dâm bà này. Thì trên cơ sở công an bắt. Không ai nhìn thấy ông Hàn Đức Long phạm tội cả. Còn về vật chứng, người ta cũng thu giữ được một số nông tóc, tinh trùng máu, nhưng giám định thì không cho ra kết quả. Đấy. Cho nên là vụ án này vừa không có nhân chứng, vừa không có vật chứng, mà người ta chỉ sử dụng cái lời khai để kết tội. Được tuyên bố vô tội trong vụ bị tố hiếp dâm mẹ con bà Khuyến, nhưng không đồng nghĩa với việc được trả tự do. Bởi ngay sau đó, ông Hàn Đức Long bị khép vào tội hiếp dâm trẻ em và giết người. Cũng từ đây, ông bắt đầu chuỗi ngày tù tội trong hơn 11 năm oan sai và chỉ được trả tự do vào ngày 20 tháng 12 vừa qua. Liên quan tới sự việc bỏ thuốc chuột vào nồi bún riêu xảy ra vào ngày 25 tháng 12 mà Chào buổi tối đã đưa tin, Công an quận 9 thành phố Hồ Chí Minh cho biết là đang tạm giữ nghi can Hồ Thị Ngọc Điệp sinh năm 1960, ngụ tại quận 9 để điều tra làm rõ. Tại cơ quan công an thì nghi can Hồ Thị Ngọc Điệp đã thừa nhận hành vi bỏ thuốc diệt chuột vào nồi bún riêu của chị Tuyết, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai giữa hai người. Theo thông tin từ công an quận 9 thì kết quả hai mẫu nước lèo trong nồi bún riêu mang đi xét nghiệm đều cho thấy là chứa thuốc diệt chuột là chất độc thuộc nhóm 1 gây nguy hiểm cho con người cũng như là gia súc khi sử dụng. Hiện công an quận 9 đang tiến hành hoàn tất hồ sơ và các thủ tục để bàn giao nghi can cho công an thành phố Hồ Chí Minh xem xét khởi tố về tội giết người. Các luật sư cho rằng hành vi của bà Điệp bỏ thuốc diệt chuột, một loại thuốc độc có thể gây chết người, vào nồi bún riêu thì có dấu hiệu là cấu thành tội phạm mà tội là giết người. Và vụ việc thì chưa gây hậu quả vì có người đã phát hiện, chỉ là ngoài ý muốn của bà Điệp. Bởi vì vậy, nếu như mà bị kết luận là có hành vi giết người thì bà Điệp có thể sẽ phải ngồi tù. Như trường hợp của một người đàn ông ở tỉnh Phú Thọ đã phải lĩnh án 12 năm tù vì bỏ thuốc diệt cỏ vào bể nước của công ty cũ, chỉ vì sau khi xin người yêu vào làm cùng công ty thì anh này đã bị cô gái phụ tình để yêu người bạn thân của chính mình.
Vâng, không biết là khi mà cầm thuốc diệt chuột rồi đổ vào trong cái nồi bún riêu của chị Tuyết như thế thì bà Điệp có nghĩ tới cái hậu quả này hay không? Và một khi đã vào tù rồi thì chúng ta đều biết rằng là một ngày ở trong tù thì bằng ngàn thu ở ngoài. Thế nên mới có chuyện là không ít các tù nhân mới tìm mọi cách để có thể vượt ngục, ngay cả tại những cái nhà tù mà có an ninh nghiêm ngặt bậc nhất thế giới tại Mỹ. Và trong dịp Giáng sinh vừa qua thì đã có 6 phạm nhân trốn ra khỏi nhà tù Annex ở bang Tennessee của Mỹ bằng một con đường mà ít ai nghĩ tới, đó là qua lỗ thoát chất thải của nhà vệ sinh. Theo văn phòng cảnh sát trưởng Hạt Cook ở bang Tennessee của Mỹ thì các bu lông giữ bồn cầu trong trại giam đã bị rỉ và trở nên lỏng lẻo, cộng thêm với phần bê tông bị tổn hại trong quá trình sửa chữa đã tạo điều kiện thuận lợi cho 6 phạm nhân tháo bồn cầu khỏi tường và chui ra ngoài qua lỗ thoát chất thải. Tuy nhiên, ngay sau đó một phạm nhân đã bị bắt tại nhà, một tên bị cảnh sát truy đuổi và tóm gọn, hai phạm nhân khác cũng bị bắt trở lại một ngày sau đó. Hơn 12 giờ sau thì một tù nhân nữa đã ra đầu thú sau khi được gia đình thuyết phục. Hiện chỉ còn một tù nhân tên là David Wendy Fraser, 54 tuổi, vẫn chưa bị bắt và đây được coi là một trong những nghi phạm nguy hiểm. Dịp cuối năm và giáp Tết thì nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, đặc biệt là những người từ phía Nam ra Bắc để ăn Tết. Tuy nhiên thì năm nay với việc nhiều hãng hàng không có thể là sẽ không được tăng thêm nhiều chuyến do sân bay của chúng ta thì đang quá tải, thì nhiều người sẽ phải di chuyển bằng tàu hỏa hoặc là xe khách đường dài. Là một phép so sánh đơn giản thì có thể thấy vì sao nhiều người lại ưu tiên chọn máy bay hơn so với đi bằng ô tô hay là tàu hỏa. Bởi vì thời gian chạy tàu tuyến Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh nhanh cũng phải là hơn 20 tiếng đồng hồ, trong khi đi máy bay thì chúng ta chỉ mất khoảng hơn 2 tiếng. Vâng. Thời gian thì chênh nhau tới cả chục lần như thế, tuy nhiên thì giá vé tàu hỏa thậm chí còn cao hơn cả giá vé máy bay giá rẻ. Và để làm rõ nguyên nhân là vì sao mà đi tàu hỏa thì lại mất thời gian hơn máy bay nhưng mà giá vé thì lại cao hơn, thì các phóng viên của Chào Buổi Tối đã tìm gặp nguyên phó trưởng ban kinh doanh vận tải Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Đại diện này đã lý giải điều nghịch lý tồn tại đã rất lâu của ngành đường sắt. Về cái giá của ngành đường sắt ấy, thì cũng như các doanh nghiệp khác, mình tính giá là trên cơ sở là tập hợp tất cả các cái chi phí đầu vào của vận tải, ví dụ các cái chi phí cho tiền lương, rồi là nguyên nhiên vật liệu, các cái chi phí về khấu hao tài sản, rồi các cái chi phí cho người lao động. Thực ra là cái việc giảm giá thì cũng là mục tiêu của chúng tôi. Thế nhưng mà tuy nhiên là chúng tôi cũng phải tính toán. Thực chất ý, là kinh doanh trong dịp Tết là chúng tôi cũng chỉ cố gắng là cân bằng thu chi. Bởi vì là như chị biết là hành khách trong Tết lúc nào cũng là hành khách là bất bình hành, lệch chiều. Cứ có một chiều thì đông khách, một chiều vắng khách. Thế cho nên là có những cái đoàn tàu mà chúng tôi chạy gần như là không có khách, nhưng vẫn phải đi vào để mà chở hành khách chiều ra. Thế cho nên là cái vé mà thực ra nghe có vẻ cao nhưng mà bao giờ nó cũng chỉ cố gắng cân bằng thu chi chứ cũng không có lãi. Mức giá vé tàu thống nhất hiện nay dao động từ 1 triệu cho tới 1 triệu rưỡi tùy theo ghế. Và so sánh với giá máy bay giá rẻ của một số hãng như là Jetstar hay là Vietjet thì chúng ta thấy rằng mức giá đó rõ ràng là cao hơn. Dù ngành đường sắt có đưa ra một lý do gì đi chăng nữa thì từ góc độ của hành khách chắc chắn là họ sẽ chọn những cái loại hình vận tải có chất lượng phù hợp và giá cả thì cũng phải chăng hơn. Thế nên việc dùng các biện pháp hành chính để ép các hãng hàng không không được tăng chuyến để người dân không có cái sự lựa chọn đi bằng máy bay cũng là một điều khó có thể chấp nhận được. Vâng, với tình trạng chung đó là vé tàu xe hiện thậm chí là còn đắt hơn so với cả vé máy bay nên là nhiều người đã chọn cho mình loại phương tiện được coi là an toàn nhất hành tinh, đó chính là đi máy bay. Nhưng mà tỷ lệ rủi ro của loại phương tiện này thì vẫn không phải là con số 0. Vâng, và một ví dụ rất điển hình mới đây nhất là vụ rơi máy bay ở Nga chở theo 92 người đang trên đường tới Syria, khiến cho 92 người ở trên máy bay không còn ai sống sót, xảy ra vào ngày 25 tháng 12 vừa qua. Tuy nhiên thì trong cái rủi thì lại có cái may. Một ca sĩ người Nga đã may mắn thoát chết khi anh không lên được chuyến bay đó, mà nguyên nhân là vì anh sở hữu một cuốn hộ chiếu đã hết hạn. Các nhà chức trách Nga cho hay là anh Roman Valutov, 29 tuổi, nằm trong danh sách hành khách của chuyến bay nhưng đã không lên chiếc phi cơ xấu số vì hộ chiếu của anh đã hết hạn từ tháng 7. Anh Valutov cho biết là anh không nhận ra là hộ chiếu hết hạn nên vẫn đến sân bay. Tuy nhiên các nhân viên tại đây thì đã thông báo rằng anh không được xuất cảnh và sau đó thì anh đã phải ra về. Sau vụ tai nạn thì các bản tin về vụ máy bay rơi của Nga vẫn có tên của anh này trong danh sách các nạn nhân được coi là thiệt mạng. Bởi vậy mà anh Valutov sau đó đã nhận được rất nhiều cuộc gọi từ bạn bè và người thân để hỏi là anh còn sống hay không. Tiếp
tục phần điểm tin tức từ sáng đến tối cùng với chúng tôi. Thưa quý vị, những hình ảnh hoa hậu Kỳ Duyên chơi bóng cười, hôn môi bạn trai và hút thuốc lá bị lộ vào sáng qua ngày 26 tháng 12 lại một lần nữa khiến cho công chúng bất ngờ, vì cách đây không lâu thì hoa hậu nhiều tai tiếng này đã lên tiếng xin lỗi vì bị phát hiện hút thuốc lá ở nơi công cộng, và cô gọi việc hút thuốc lá của mình là chiều chuộng bản thân quá mức. Vâng, rất là biết dùng từ đúng không ạ? Nhiều người thì ngán ngẩm cho rằng là với một người không biết giữ gìn hình ảnh và nói trước quên sau như Kỳ Duyên thì cách tốt nhất là nên tước vương miện của hoa hậu của cô. Và chúng ta sẽ cùng xem là đại diện ban tổ chức cuộc thi hoa hậu nói gì về điều này. Trong clip và hình ảnh được cộng đồng mạng chia sẻ thì Kỳ Duyên cùng với bạn trai là Công Sơn đã cười nói vui vẻ và thoải mái hôn môi ở một quán bar tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng điều khiến cho người đẹp sinh năm 1996 nhận nhiều ý kiến chỉ trích là hoa hậu Việt Nam 2014 và bạn trai đã thoải mái chơi bóng cười, một trong những trào lưu nở rộ ở giới trẻ hiện nay. Chiều cùng ngày thì hình ảnh Kỳ Duyên đang hút thuốc lá cũng được chia sẻ rộng rãi, khiến cho mọi người tin rằng là cô vẫn chưa từ bỏ được thói quen hút thuốc từng khiến cô gặp sóng gió trước đó. Trao đổi về sự việc này thì ông Lê Xuân Sơn, trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam cho biết là hiện nay Kỳ Duyên không còn là đương kim hoa hậu nữa, nên ban tổ chức cần phải tìm hiểu cho rõ ràng cả về tính chất của sự việc lẫn tính pháp lý để có thể giải quyết cho phù hợp. Theo ông Sơn thì sự việc này cũng cần đợi chỉ đạo của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xem những người có liên quan và ban tổ chức cuộc thi có còn quyền hạn xử lý Kỳ Duyên nữa hay không. Ông Sơn cũng khẳng định là ban tổ chức sẽ phải làm việc với Kỳ Duyên trong thời gian tới, bởi vì là sự việc này thì ảnh hưởng tới hình ảnh của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Các phóng viên của Chào Buổi Tối đã liên lạc với Hoa hậu Kỳ Duyên và cô đã từ chối trả lời về sự việc trên. Nhưng mà cô đính chính là hình ảnh hút thuốc lá là hình ảnh cũ được chụp vào tháng 2 năm 2016 chứ không phải là một cái hình ảnh mới. Còn về việc chơi bóng cười thì theo tìm hiểu của chúng tôi thì hành vi này về mặt lý thuyết là không hề sai, bởi vì là theo quy định của pháp luật thì nó là chất kích thích, chất hướng thần nhưng mà chưa phải là ma túy và chưa bị liệt vào danh sách chất hướng thần cần quản lý đặc biệt. Vâng, tuy nhiên thì các chuyên gia cũng cho biết là ở Việt Nam thì các văn bản pháp lý luôn đi sau so với lại thực tiễn, và nó đúng ra là phải là chậm cập nhật hơn rất nhiều so với lại thực tế. Nên các chuyên gia về hóa học và tâm thần thì cũng khẳng định là khí cười ở trong bóng cười có thể gây kích thích mạnh đối với hệ thần kinh trung ương, và người dùng ít thì sẽ có những tràng cười rất là sảng khoái, dùng liều lượng nhiều và đột ngột thì có thể gây co giật, ngất và gục ngay xuống bàn, và thậm chí đối với những người có bệnh về tim mạch chẳng hạn thì bóng cười có thể gây đột tử. Vâng, Hoa hậu Kỳ Duyên là một người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng không nhỏ đến công chúng, nên là việc cô dùng bóng cười có thể tạo ra ảnh hưởng nhất định, làm gia tăng thêm trào lưu dùng loại chất kích thích hướng thần này. Việc cô có bị tước vương miện hoa hậu hay không thì còn phải căn cứ vào các quy định của ban tổ chức cuộc thi. Tuy nhiên, là một hoa hậu thì Kỳ Duyên đã một lần nữa tự làm xấu đi hình ảnh của chính mình. Câu chuyện chàng trai khiếm thị Nguyễn Đức Mạnh được hát song ca cùng với ca sĩ Mỹ Tâm trong đêm Giáng sinh vẫn là một câu chuyện đẹp và đầy tính nhân văn. Ca sĩ Mỹ Tâm đã dừng xe lại để hát cùng với Mạnh vì thấy là sân khấu không có khán giả. Và thỉnh thoảng thì chúng ta vẫn thấy những cái cuộc biểu diễn nghệ thuật giống như là cuộc biểu diễn của Mạnh ở những cái góc phố, ở con đường. Bên cạnh việc một số người ủng hộ thì cũng có không ít những người đã lên tiếng và chỉ trích, thậm chí là nghi ngờ về những cái hoạt động nghệ thuật này. Vâng, sự nghi ngờ đó thì không phải là không có lý do, bởi như đài truyền kỹ thuật số VTC đã từng phát sóng loạt phóng sự phản ánh một số nhóm người lợi dụng người khuyết tật, dùng họ để kiếm tiền thông qua các buổi biểu diễn nghệ thuật đường phố. Chính vì thế mà sau khi mà câu chuyện chàng trai khiếm thị được song ca cùng với Mỹ Tâm được chia sẻ và lan tỏa thì không ít người đã băn khoăn là liệu chàng trai tên Mạnh và các bạn của mình có bị bóc lột sức lao động hay không. Và ngày hôm nay thì các phóng viên Chào Buổi Tối đã tìm hiểu để làm rõ vấn đề này. Trao đổi với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội, chúng tôi được biết chương trình hoạt động của đoàn nghệ thuật Thăng Long vào đêm Giáng sinh khi Nguyễn Đức Mạnh được hát cùng với ca sĩ Mỹ Tâm đã xin phép và được sự phê duyệt của phường. Đoàn nghệ thuật Thăng Long là một trong những đoàn nghệ thuật nhân đạo đầu tiên được công nhận ở Hà Nội, trực thuộc Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Hà Nội. Đoàn cũng đã được Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cấp giấy phép hoạt động để thực hiện những chương trình nghệ thuật nhân đạo. Thậm chí, những bài hát trong chương trình cũng được phê duyệt từ cơ quan chức năng. Khi tổ chức biểu diễn ở địa bàn nào, trưởng đoàn cũng đều phải xin phép quận và phường, chứ không phải tổ chức bừa bãi. Những người khuyết tật ở đoàn nghệ thuật này, ngoài việc được nuôi ăn ở, mỗi người còn được có thu nhập tùy theo khả năng và sức lao động của mình. Như Bùi Hồng Điều đã đi theo đoàn từ khi mới được 5 tuổi. Thế là mỗi tháng được khoảng bao nhiêu tiền? Tháng mà đi làm đều 30 ngày, 6 triệu. Mà em bạn thấy là cái cuộc sống ở đoàn nghệ thuật Thăng Long thế nào? Ở đây rất là tốt. Người có thu nhập thấp nhất ở đoàn này cũng được 1,8 triệu đồng một tháng, đã được bao ăn ở. Tuy nhiên,
Ông Đỗ Trắc Lộc, trưởng đoàn cũng thừa nhận có tình trạng lợi dụng người khuyết tật để trục lợi. Và báo chí rồi là truyền hình đưa tin nhiều rồi. Tôi rất đồng tình với đấy. Mình là người đã làm biên đạo là mình trước hết là mình phải bằng cái tâm tạo dựng được cái phúc của mình được đón, tức là tấm lòng của nhân dân. Hoạt động biểu diễn nghệ thuật như thế này là một cách để giúp người khuyết tật kiếm sống và hòa nhập với cuộc sống. Tuy nhiên, để hoạt động này tạo thêm được niềm tin thì cần sự sát sao hơn trong quản lý của các cơ quan chức năng. Thưa quý vị, ngày mai tại Thư viện Quốc gia ở thủ đô Hà Nội sẽ diễn ra lễ trao giải thưởng sách Việt Nam năm 2016 và cũng chỉ còn 4 ngày nữa thì sẽ bước sang năm mới 2017. Vào thời điểm này thì nhiều người hay dành thời gian để tự vấn xem là một năm qua thì mình đã làm được những gì. Và sự kiện ngày mai hẳn là cũng sẽ đặt ra một câu hỏi cho mỗi chúng ta, đó là một năm vừa qua thì chúng ta đã đọc được bao nhiêu cuốn sách. Tôi tin là sẽ có rất nhiều người sẽ trả lời là chỉ đọc được một và thậm chí là không đọc được cuốn sách nào. Nhiều người làm xuất bản thì đã có nói với chúng tôi rằng là họ cảm thấy rất ganh tị khi mà nhiều người thì dành cả ngày cho việc lướt web, thậm chí là thích hoặc là theo dõi những thông tin vô bổ trên mạng, và họ ước là thái độ đó thì cũng sẽ có đối với những cuốn sách. Và trong tiểu mục Chuyện tối nay ngày hôm nay thì chúng tôi muốn mời tới trường quay một vị khách mời còn rất trẻ và tất nhiên là một người rất là ham đọc sách và có một khối lượng sách đáng nể. Vi Dung xin được trân trọng giới thiệu anh Bùi Tuấn Anh. Anh Bùi Tuấn Anh thì đã kinh doanh sách online rồi và anh đến từ Thái Nguyên và anh là một người mà có rất là nhiều những cái bài viết liên quan đến sách. Anh Tuấn Anh thân mến, trước tiên thì rất cảm ơn anh đã dành thời gian đến với chương trình của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, nếu như mà quý vị và các bạn có thể search cái tên Bùi Tuấn Anh với cái biệt danh là Hàn Sĩ Lang Thang ở trên Google thì quý vị có thể thấy cái tên này với rất nhiều những cái bài viết liên quan đến sách. Và tôi cũng đã từng được tìm hiểu và được biết là một năm trước thì anh Tuấn Anh đã kinh doanh online và sau đó thì anh cũng đã thành công với cái công việc này. Câu hỏi đầu tiên Vi Dung muốn dành cho anh Tuấn Anh đó là vì sao mà anh lại có một cái nỗi niềm đau đáu với những cuốn sách đến như vậy? Và thực ra thì ngày xưa là em may mắn ở chỗ là bà ngoại thì đọc sách. Sau đó thì bà hay mua những cuốn sách cũ của Nguyễn Nhật Ánh ấy, bà gửi lại cho em đọc. Thì em bắt đầu đọc truyện. Sau đó thì tức là cái thời đó thì internet lại chưa phát triển lắm, nên là để em hay tò mò về tìm hiểu các thông tin nữa. Thì khi đó thì chỉ có một kênh duy nhất là sách. Thì bắt đầu em đọc sách dần dần thành thói quen. Sau đó thì khi lên đại học thì em lại bắt đầu là học ngành cử nhân văn học. Thì ngành nó buộc em phải đọc rất là nhiều sách về văn học các thứ để qua cái kỳ thi đó, thì dần dần thì cái nó thành một thói quen bao giờ rồi. Nên là em đọc sách. Sau nữa thì bởi vì lúc đó thì mỗi tháng em cố gắng dành ra từ 1-200 nghìn để mua sách, thì với cái lượng tiền nó có hạn, nên là có những cuốn mình đọc xong mình cảm thấy mình không hợp với mình hoặc là mình không thích những cái nội dung của nó, thì mình muốn là làm thế nào đó mình có thể đổi trả được với bên bán hàng. Nhưng rõ ràng điều đó là không thể xảy ra được, nên em quyết định là em sẽ mở một cái nhà sách mà nó có cái thứ đó. Thì đầu tiên bán sách online để em tích lũy vốn. Sau đó thì em liên hệ với những bên nhà xuất bản khác này, bên nhà phát hành khác để em mở một hiệu sách riêng. Hiệu sách của em nó sẽ khác ở những chỗ khác, ở chỗ nó sẽ có không gian đọc. Ngoài ra thì những người mua sách tại đó thì họ sẽ được đổi trả sách nếu họ không hài lòng với cái nội dung. Đây là cái chỉ riêng bên em có. Thì dần dần là có thể nói tóm lại là nó từ một cái thói quen. Sau đó nó cảm giác như nó thành một cái đam mê gì đó. Nó trở thành một cái lẽ sống lúc nào mình không biết. Chúng ta thấy là thời gian gần đây thì khi mà mỗi nhà xuất bản hay là mỗi tác giả ra mắt một cuốn sách thì họ có những cái buổi họp báo rất là chỉn chu để có thể PR cái cuốn sách đó tới những người đọc. Có phải rằng liệu là cái việc này hiện nay thì đang ảnh hưởng rất là nhiều đến cái đời sống của cái cuốn sách sau đó hay không? Thực ra thì cái việc truyền thông trong nó sẽ quyết định hiệu quả một cuốn sách, và hầu như bây giờ sách bây giờ ra thì buộc phải truyền thông. Tuy nhiên nhiều người họ thường thổi phồng quá cái giá trị của truyền thông, mà cũng có những người thì không quan trọng giá trị truyền thông. Thì em nghĩ như này, ví dụ như trường hợp mà của Nguyễn Nhật Ánh chẳng hạn, thì ở đây mình sẽ xét cái khía cạnh truyền thông sách trên cái lĩnh vực marketing. Em ví dụ như vậy, thì sách là một cái sản phẩm. Thì ban đầu sách thì cái người làm ra sản phẩm sách thì nó sẽ là những biên tập viên. Thì biên tập viên khi làm xong một cuốn sách thì họ cũng phải tìm được một cái USP cho sản phẩm á.
tức là một cái điểm là lý do tại sao tôi phải mua cuốn sách đó, tại sao tôi phải đọc cuốn sách đó, và từ đấy họ đẩy cái nội dung cốt lõi của cuốn sách đó cho bên truyền thông, thì từ đấy thì mới quyết định được. Đây là yếu tố nhất. Yếu thứ hai là cái tiêu đề sách này và những cái tiêu đề phụ của sách, tức là họ phải nhấn mạnh vào cái đó. Sau đó mới đến hoạt động là PR sách, tức là nhờ những cái người khác, những người có ảnh hưởng, những người có tiếng tăm, những người có cộng đồng giới thiệu cái cuốn sách này, họ review lại cuốn sách đó, thì việc truyền thông mới có hiệu quả. Sau đó thì cuối cùng mới là quảng cáo. Ví dụ như trường hợp của Nhật Ánh chẳng hạn, thì ở đây Nhật Ánh là một bản thân, Nhật Ánh cái tên nó là một thương hiệu, nên là họ chỉ cần như nhà xuất bản trẻ chẳng hạn, họ chỉ cần làm một cái ngày ra mắt sách này, sau đó thì họ nó giống như một cái việc quảng cáo để nhắc cho người ta nhớ là à, đây là Nhật Ánh, ông ta đã ra một số cái cuốn sách mới trong thời điểm này và người ta sẽ mua. Tuy nhiên với những cuốn sách mới ra một tác giả không tên tuổi thì hầu hết họ phải qua PR trước rồi xong đến truyền thông. Tôi muốn hỏi bạn một chút, đó là khi mà nói về sách thì chúng ta sẽ nói về văn hóa đọc, một cái từ nghe nó hơi cao xa một chữ nghĩa một chút. Rồi chúng ta nói rằng nhiều người bây giờ chúng ta Việt Nam thì không có văn hóa đọc, rồi lại kêu gọi là phải đọc nhiều sách lên một chút, rồi bởi vì sách có thể giúp làm giàu tri thức, thậm chí nó có thể thay đổi cuộc đời. Bạn có nghĩ là như vậy không? Thật ra em nghĩ là sách sẽ có hai dòng sách. Một là dòng sách mà mình có thể tiếp thu được cái kiến thức ấy, học hỏi được cái điều gì đó để phát triển bản thân hơn. Hai là sách giải trí. Thì với những dòng sách giải trí thì nó có thể nói là nó không đến mức là thay đổi cuộc đời, em nghĩ như vậy. Tuy nhiên là sách có những cái giá trị riêng mà những cái kênh thông tin khác không có. Ví dụ như là sách, thứ nhất là sách giúp mình tự nhiên mình, cái cá nhân mình trở nên nó điềm đạm hơn, nó điềm tĩnh hơn. Thì khi đấy thì anh xử lý những cái vấn đề trong cuộc sống rất là thuận lợi. Thứ hai là sách cung cấp cho những cái thông tin giúp anh tư duy logic hơn. Và thứ ba là sách nó kích thích những cái trí tưởng tượng của mình, những cái hình dung của mình ấy. Ví dụ bạn vừa nói rằng là cái cách truyền thông sách hiện nay rất là quan trọng. Như ví dụ bây giờ chúng ta thấy rằng là người ta đang nói rằng là người Việt Nam thì một năm đọc hình như chỉ đó đâu đó khoảng một cuốn sách thôi. Ví dụ những cái thông tin như thế thì nó là tích cực hay là tiêu cực trong cái việc nếu mà chúng ta truyền thông về sách? Việc mà một người Việt Nam một năm thì đọc 2,8 cuốn. Thực ra đọc 4 cuốn nhưng mà có 2,8 cuốn là sách giáo khoa rồi. Như vậy là 3 cuốn giáo khoa, và như vậy là người Việt Nam đọc một năm một cuốn. Nó là thông tin đúng. Tuy nhiên nếu mà em thích nó phải lấp liếm đi một chút, tức là mình thông báo là rất nhiều người Việt Nam đọc sách, thì theo cái hiệu nắm đông á, thì người ta sẽ đọc sách, cùng đọc sách đó. Ví dụ em nhớ có lần anh Nguyễn Cảnh Bình ở bên Alpha á, thì anh công bố thông tin đó là cái ông Obama, ông ấy đọc cái cuốn là Tư Duy Nhanh và Chậm, thì từ thông tin đó thì cuốn sách đó bán rất là chạy. Vậy thì nếu mình lấp liếm một chút, mình nói rằng là rất nhiều người đang đọc sách chẳng hạn, thì theo hiệu nắm đông thì người ta sẽ đọc sách nhiều hơn. Nhưng nếu mình nói là một người Việt Nam người ta đọc chỉ một cuốn, một tháng một cuốn hay một năm một cuốn thôi á, thì cảm giác là những người đọc sách sẽ trở nên là nó hơi khác người một chút, nó không giống người bình thường một chút, nên là người ta sẽ ít đọc. Như vậy là ý bạn là chúng ta sẽ thay đổi một chút về cái cách truyền thông, đúng không ạ? Tôi cũng không nghĩ là phải dùng từ lấp liếm, mà có nghĩa là chúng ta lựa chọn cách truyền thông nào hiệu quả hơn. Bạn đã vừa đưa ra một ví dụ. Vậy thì một cái câu hỏi cuối cùng đó là làm thế nào để có thể thay đổi cái thói quen của rất nhiều người lười đọc sách hiện nay mà bạn nghĩ là hiệu quả nhất? Vâng, thật ra thì em nhớ là có một lần em xem một cái câu chuyện về cái hãng Listerine ấy. Khi mà người ta phản ánh rằng cái nước súc miệng của hãng Listerine có mùi bệnh viện, thì là họ đã đưa một thông điệp đó là dùng cái sản phẩm bạn không thích này, tức là họ nói thẳng là đây là sản phẩm bạn không thích, họ nói thẳng là đây là cái sản phẩm bạn không thích mùi của nó, hãy dùng sản phẩm bạn không thích, nhưng mà hai lần một ngày. Thì từ đấy em nghĩ là mình có một thông điệp khác. Bởi vì thực sự là đọc sách có hai dòng. Đọc sách giải trí thì rất là dễ hiểu, nhưng có những dòng sách tiếp cận thông tin, đặc biệt là những dòng sách tinh hoa thì đọc rất đau đầu. Nên là mình cũng nói thẳng luôn là đọc sách là làm điều bạn không thích, nhưng mà chỉ một phút một ngày. Thì cái này là em dựa trên cái giải pháp là chữa bệnh lười, giải pháp Kaizen của người Nhật, tức là làm điều mình không thích một phút một ngày. Thì khi đó thì ban đầu người ta thấy là nếu mà một phút thì thực ra cố được. Nếu mà ngày đọc một tiếng thì hơi vất vả, nhưng nếu đọc một ngày đọc một phút thôi thì rất là ok. Thế là họ sẽ đọc một phút. Nhưng hầu như chẳng ai bấm giờ để mình xem là hết một phút để mình dừng đọc sách. Nếu có thể đọc, sẽ đọc hơn một phút. Và như vậy thì một tháng họ sẽ có thể đọc xong một cuốn. Và một năm họ sẽ đọc xong 12 cuốn. Và có sự khác biệt rất lớn giữa một người mà một năm không đọc cuốn nào và một người đọc 12 cuốn. Nên dần dần họ sẽ thành một thói quen đọc sách. Đọc theo cách là mình không thích nhưng chỉ đọc một phút một ngày, đúng không ạ? Vâng, tôi nghĩ rằng là cái giải pháp rất là thú vị. Có thể mọi người có thể tham khảo áp dụng xem sang năm có sự thay đổi gì, đúng không? Một lần nữa cảm ơn bạn Bùi Tuấn Anh đã đến với chương trình Chào Buổi Tối. Và thưa quý vị và các bạn, sách có giá trị như thế nào trong sự phát triển văn hóa, tri thức của con người, thậm chí của quốc gia, của nhân loại thì điều đó ai cũng đã rõ rồi. Nhưng mà từ nhận thức đến hành động, rồi trở thành thói quen, rồi hình thành một nếp sống thì không phải ai cũng rõ. Những ngày cuối năm thì có lẽ cũng là thời điểm để chúng ta sắp xếp lại và lên kế hoạch cho một năm mới.
và hãy bắt đầu thói quen đọc sách của mình bằng một cái hành động rất nhỏ. Đó là làm điều mà ngay cả khi bạn không thích nhưng mà hãy làm nó một phút một ngày. Và ngày này năm sau, hy vọng chúng ta sẽ có những câu chuyện vui vẻ để nói với nhau về sự thay đổi trong thói quen đọc sách. Và tới đây thì chương trình Chào Buổi Tối cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.